Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về công tác phòng chống khủng bố và phòng ngừa ngăn chặn cách mạng màu trên địa bàn thành phố. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố thành phố Lê Trung Trinh chủ trì hội nghị. Tại buổi tập huấn, các thành viên ban chỉ đạo và lãnh đạo công an xã phường quận huyện nghe thiếu tướng bùi thanh hà nguyên phó cục trưởng cục an ninh nội địa bộ công an báo cáo hai chuyên đề về tình hình hoạt động khủng bố và công tác phòng ngừa xử lý tình huống khủng bố tại các mục tiêu công trình trọng điểm nhận định nguy cơ cách mạng màu tại việt nam và công tác tham mưu xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật giải quyết từ sớm dứt điểm các nguy cơ có thể diễn ra cách mạng màu qua đó cung cấp thông tin nâng cao kiến thức lãnh đạo đơn vị các địa phương về tình hình công tác phòng chống khủng bố và phòng ngừa ngăn chặn cách mạng màu trong giai đoạn hiện nay đồng thời tạo chuyển biến trong nhận thức và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống khủng bố phòng ngừa ngăn chặn cách mạng màu đối với từng cá nhân đơn vị góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn thành phố